Sáng nay 30 tháng 3, Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, phối hợp nhiều lực lượng, phương tiện tham gia cấp quận năm 2023 tại chợ Châu Long, phường Trúc Bạch. Phương án huy động khoảng gần 100 cán bộ chiến sĩ, người lao động và phương tiện của các lực lượng trên địa bàn quận Ba Đình. Tình huống giả định do chập điện cửa hàng số 50 Châu Long đã xảy ra cháy, khói, khí độc từ vụ cháy nhanh chóng bốc lên bao trùm toàn bộ chợ, lan sang các kiosk và công trình xung quanh. Tại thời điểm xảy ra cháy có khoảng 3 nạn nhân mắc kẹt. Phát hiện đám cháy, đội phòng cháy chữa cháy cơ sở chợ Châu Long và lực lượng chức năng phường Trúc Bạch đã triển khai công tác chữa cháy ban đầu, cứu người cứu tài sản. Nhận được tin báo cháy từ Trung tâm Thông tin Chỉ huy 114 Công an thành phố Hà Nội, Công an quận Ba Đình đã nhanh chóng điều động lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đến hiện trường. Sau khoảng 10 phút hiệp đồng tác chiến, phối hợp chặt chẽ, các lực lượng tham gia diễn tập đã khống chế được đám cháy giả định, đảm bảo an toàn về người, tài sản và trang thiết bị. Một cái buổi diễn tập này thì cũng sẽ mang lại nhiều cái kiến thức thực tế mà bình thường là nếu như là như trong bình thường thì chúng ta cũng chưa trải qua. Và các đội phòng cháy chữa cháy cộng với bà con tiểu thương thì cũng sẽ có được rất nhiều cái kinh nghiệm mà trong cái việc là phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn ở tại chỗ. Và khi có cái sự cố xảy ra thì ngay lập tức là bà con có thể là tự chủ động để bảo vệ bản thân và bảo vệ hàng hóa tài sản trong cái quá trình mà xảy ra cháy. Chợ này là những chợ dân sinh đã có từ rất lâu và các cái về hạ tầng cơ sở cũng như là các phương tiện cũng như là cơ sở vật chất về phòng cháy chữa cháy nó không được đảm bảo như các cái chợ mới được xây dựng. Nên là chúng tôi quyết định là diễn tập phương án tại đây để thứ nhất là để có thể đánh giá được những cái nguy cơ tiềm ẩn cũng như là để tập cho những cái tiểu thương ở đây để có cách biết cách để xử lý khi có sự cố có thể xảy ra và khi đó thì chúng ta có thể giảm thiểu được cái thiệt hại về người cũng như tài sản.